Trước cách mạng tháng 8, xã hội phong kiến thối nát bắt đầu kéo dài hàng nghìn năm. Áp bức lâu ngày khiến cho họ hàng nhà chuột đã hình thành nên cái tập quán sống chui lủi. Ngày thì ngủ, đêm thì đi ăn trộm, không chịu được cái cảnh đó. Già làng gõ chuông kêu gọi cả làng đến họp bàn bạc. Để cái hôn lễ chuột cống và chuột nhắt thành công, họ quyết định dựng cờ khởi nghĩa, lấy niên hiệu là Thế Thiên Hành Đạo. Cử tướng giỏi xung pha ra trận để giết nghèo. Cuộc khởi nghĩa được đông đảo nhân dân ủng hộ, cộng với sự chỉ huy tài tình của tướng giỏi đã tiêu diệt được tướng Mèo Ú. Cuộc khởi nghĩa thành công, từ đó họ hàng nhà Mèo thay thế luân phiên nhau để đột mạng cho các quán tiểu hộ. Và giờ họ hàng nhà Mèo đang trên bờ tuyệt chủng.